Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay thì em xin giới thiệu một loạt các dòng điều hòa treo tường của thương hiệu của Gree. Đây là những cái model mới nhất năm 2023 rồi nhé. Những cái model này thì các hệ thống điện máy khác còn chưa có hàng để bày cơ. Tuy nhiên thì bên em đã có về đầy đủ các dòng 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 BTU. Kể cả dòng cơ lẫn dòng inverter đều có đầy đủ để phục vụ các bác trong cái hè này. Những dòng này thì sẽ là model thay thế cho những cái model năm trước. Các bác là mua những cái model như là GWC ấy. Đấy, những cái đuôi mà GWC thì là những cái đuôi mà model hồi xưa mọi nhá. Bây giờ sẽ đổi cho mọi người những cái đuôi mới. Chúng ta cùng đi tìm hiểu xem là model gì. Đầu tiên sẽ là dòng điều hòa máy cơ. Máy cơ như các bác nhìn thấy số 3 và số 5 ở kia, tức là nó đang được bảo hành là 3 năm toàn máy và 5 năm của máy lén bên ngoài. Đấy. Máy cơ được bảo hành như vậy, còn máy inverter thì các bác được bảo hành lâu hơn, với bảo hành là 5 năm toàn máy và 10 năm của máy lén. Một cái chính sách bảo hành cực kỳ là lâu cho các thương hiệu máy của điều hòa Gree. Ở đây thì các cái model mới nhất bây giờ thì các bác sẽ nhìn thấy nó có cái đuôi là Amor. Dòng cơ sẽ là đuôi Amor 12CL, Amor 9CL, Amor 18CL và Amor 24CL. Ở đây thì em đang có đầy đủ cả 4 model đó. Con trên cùng là 9.000, tiếp theo con 12.000, tiếp theo đến con 18.000 và dưới cùng là con 24.000. Thì các bác có thể nhìn thấy là càng về cái kích thước của con càng to thì chúng ta nhìn thấy nó càng dài hơn mọi nhá. Càng dài hơn và to hơn. 9.000 thì công suất cho dùng cho phòng là dưới 15 m². 12.000 dùng cho phòng từ 15 đến 25 m². 18.000 dùng cho 25 đến 35 m² và 24.000 dùng cho 35 đến 45 m². Đây là tiêu chuẩn thôi mọi nhá. Đấy, còn tùy thuộc vào cái khu vực nhà bác có nắng nóng hay không. Điều đặc trưng của các dòng máy điều hòa của Gree đó chính là cái khu vực dàn. Dàn của nó thì toàn bộ là được mạ đậu, mạ vàng các bác nhá. Đây em sẽ mở cho bác xem. Đây. Mở con trên cùng cho các bác dễ nhìn nhá. Đây ở bên ria sườn lúc nào có cái phần cựa này các bác bậy ra. Cái này bậy ra để làm sao để các bác vệ sinh dàn mọi nhá. Đây các bác bậy hẳn lên như này. Để các bác vệ sinh cái dàn này. Trong quá trình sử dụng thì bám bụi nó sẽ bám bẩn vào cái dàn này. Cái dàn này lọc nó trắng như này, sạch như này. Mới về nó sạch như này. Nhưng các bác dùng bụi nó bám vào đây nó đen xì, nó ngăn cản cái hướng gió thổi ra. Thì các bác thường xuyên vệ sinh cái dàn này giúp em để cho nó sạch nhá, cái lưới lọc này này. Còn cái dàn của nó đây. Dàn của nó là dàn bằng nhôm và ống bằng đồng. Dàn đồng ống dàn và nó toàn bộ mạ bằng vàng các bác nhá. Mạ bằng vàng các bác nhìn thấy này. Ống và dàn đều được mạ hết. Đấy. Những cái lá tản nhiệt nhà người ta gọi là lá tản nhiệt bằng nhôm chứ không phải bằng đồng. Chỉ có cái ống chạy dài này thôi là người ta làm bằng đồng thôi. Và tất cả các thương hiệu bây giờ họ đều làm như vậy cả. Những cái model mới bây giờ đều làm như vậy mọi nhá. Các bác mua hàng lưu ý giúp em như vậy. Đấy, đa phần là sẽ làm ống đồng và dàn bằng nhôm. Thì các bác cứ kiểm tra ở đây là ok, sau đó chúng ta lại đậy lắp vào như này. Đấy. Và vệ sinh thì lưu ý giúp em là vệ sinh cả hai bên nhá. Tránh trường hợp vệ sinh một bên. Vệ sinh cả hai bên giúp em. Sau lại đậy lắp vào như thế này. Đấy, rất đơn giản thôi. Và con nào cũng thế, kể cả con 12.000 cũng tương tự như thế. Thì đều dàn của nó bằng dàn đồng hết này. Và mạ kim mạ bằng vàng hết này. Đấy, 18.000 cũng thế này, các bác nhìn thấy ánh vàng không? Đây, ánh vàng. 24.000 cũng thế mọi người nhá. Ánh vàng đó. Và đối với những dòng này công suất thực tế các bác nhìn thấy này, đây con 9.000 nhá, gập lắp vào. Các bác cứ mạnh tay rồi xuống nhá. Con 9.000 BTU đây. 9.000 BTU đây. Công suất 2.638W. Con 12.000 3.450W. Con 18.000 5.012. Con 18.000 6.600W. Rất to. Và tất cả được đánh giá con 9.000 và con 12.000 lẫn như con 24.000 được đánh giá 3 sao. Riêng con 18.000 được đánh giá là 3 sao mọi nhá. Cánh quạt gió chúng ta có cánh quạt gió ở đây. Đảo gió lên trên xuống dưới là tự động rồi nhá. Trái phải thì các bác gạt bằng tay. Đấy. 9.000, 12.000, 18.000 cũng tương tự như thế thôi nhá. Toàn bộ sẽ gạt bằng tay cho các dòng máy cơ như này. Máy cơ.
Và em sẽ cập nhật giá cho mọi người luôn. Với dòng máy cơ này thì 9.000, bên em đang bao trọn gói cả công và vật tư lắp đặt. 6.940.000 cho con 9.000, 6.940.000 là cả công và vật tư lắp đặt mọi nhá. Con 12.000 đang bao trọn gói cả công và vật tư lắp đặt là 8.800.000 cả công và vật tư. Con 18.000 là bao cả công và vật tư là 13.210.000. 13.210.000. Con 24.000 cũng bao trọn gói cả công và vật tư lắp đặt cho các bác là còn 18.990.000 các bác nhá, 18.990.000. Thì ở đây là toàn bộ các mẫu này. Nếu mà các bác muốn lấy máy không, 9.000 và 12.000 thì trừ đi là 800.000. 18.000 các bác lấy máy không là trừ đi 900.000. Còn 24.000 lấy máy không là trừ đi 1 triệu. Đấy là các bác có thể lấy số tiền đó về mua vật tư và thuê thợ ở nhà để các bác lắp. Các dòng máy Inventor thì đợt này chúng ta sẽ có những cái dòng máy như thế này. Không phải là những cái đuôi GVKC09PP hay GVKC0912 nữa. Ở đây thì em vẫn còn sót lại những dòng GVKC09PP và GVKC12BP. Thì ở đây sẽ đổi cho các bác một cái model mới hơn. Đó chính là đuôi này. CHARM9C1, người ta gọi là chắp 9C1 và chắp 12, chắp 18 và chắp 24. Đấy, chắp MC1. Thì những cái dòng như thế này thì các bác nhìn thấy cái kiểu dáng thiết kế nó khác so với cái mọi năm. Đây, em đơn cử em đang so sánh cho mọi người con 9.000 và con 9.000, con mới và con cũ. Con 9.000 này là 2023. Thì các bác nhìn thấy cái màu sắc của nó, màu đã trắng hơn rồi, màu đã sang hơn rồi mọi nhá. Màu không có đục như là các năm. Đây, màu rất đục. Màu trắng đục. Đây màu nó sáng như thế này cơ. Mọi nhìn thấy màu rất sáng. Cái 18.000 24.000 cũng vậy. Đấy, toàn bộ được đánh giá là 5 sao. Và cái ống đằng bên trong cũng tương tự như thế, đều được mạ bằng vàng. Mạ vàng mọi nhá. Đây, các bác có thể mở lắp ra. Con nào cũng sẽ mở được nắp. Đó, các bác mở lắp lên như thường nhá. Đây các bác nhìn thấy này. Các dòng này thì lại không làm cái lưới lọc ở trong này ngoài nhá. Đây, nó không làm cái lưới lọc trong này. Ở mẫu mới này các bác nhìn thấy cái lưới lọc nó bỏ đi. Nó để là phía trên đỉnh. Đấy, vẫn mạ đồng bình thường nhá. À, mạ vàng bình thường các bác nhá. Ống đồng dàn nhôm. Dàn nhôm nhưng mạ hết. Những cái lưới lọc nó lại làm ở phía trên này cho mọi người. Các bác vệ sinh các bác cậy lắp này ra nhá. Đây. Mẫu mới này các bác cậy ở đây. Các có thể đẩy nó lên để mà bỏ ra đây, một tay em khó bỏ. Nhưng các bác có thể bỏ cái lưới này ra nhé. Đấy, đây nó có lớp này. Đấy. Các bác nhìn thấy này, bậy lên được này. Các bác bậy hết toàn bộ lên này, các bác sẽ vệ sinh xong lại đậy lắp vào. Đấy, con 18.000 cũng tương tự như thế, nó để hết cái lắp ở trên này. Đây mọi người bậy hết cái lắp này lên nhá. Con 9.000 cũng dùng cho phòng từ 15 đến 25 m2. Bảo hành cho những dòng này là 5 năm toàn máy và 15 của máy nén, toàn bộ xuất xứ ở bên Trung Quốc. Hàng thương hiệu của Gri. Con này 2.650W. Con này 9.000. Dùng cho phòng dưới 15 m2. Giá viêm bao trọn gói lắp đặt cho con 9.000 này là 7.920.000. Con 18.000 ở phía dưới. Con 12.000 và con 24.000 thì trong 1-2 hôm tới sẽ có hàng về. Ở đây xem có con 18.000 cũng tương tự như thế, được đánh giá tận 5 sao. Hàng xuất xứ đây. Công suất là 4.800W. Cháp M18CI. Hàng Bộ Công Thương đánh giá rất cao mọi người nhá. Và màu cũng sẽ là màu trắng đẹp như này. À, nó không đục như giống như các dòng khác này, các bạn nhìn thấy này. Màu hoàn toàn khác biệt mọi người nhá. Và những dòng 18.000 này thì bên em đang bao trọn gói cả công và vật tư lắp đặt 15.170.000. 15.170.000 các bạn nhá, bao trọn gói cả công và vật tư lắp đặt hoàn thiện. Mấy dòng điều hòa Gri này nó sẽ có thêm những cái quạt gió ở đây. Và đảo gió được cho các bác là lên trên xuống dưới là tự động. Đấy, trái phải thì các bác sẽ gạt bằng tay như này. Đấy nhá. Đấy. Các bác gạt tay, còn lên trên xuống dưới có phím bấm tự động ngoài nhá, cho dòng Inventor lẫn cả dòng cơ. 12.000 và 24.000, các bác nào yêu mến có thể comment ở phía dưới để em báo giá cho mọi người các bác nhá. Số điện thoại thì em để ở phần mô tả để các bác đặt hàng.
À, các bạn nào yêu mến GRI có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị bên em tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội để đặt hàng. Cái dòng này bên em có đầy đủ và bao trọn gói cả công và vật tư lắp đặt trọng người trong bán kính là 20 km đầu tiên. Xa hơn thì bên em sẽ tính phí 10.000 đồng một cây và xa quá thì bên em không lắp đặt được các bạn nhá. Bên em chỉ bán máy cho mọi người thôi. Và em sẽ trừ máy 9 12, em trừ đi 800.000. 18.000 trừ 900 và 24.000 trừ 1 triệu để các bác về mang về nhà mua vật tư và thuê thợ ở nhà lắp các bạn nhá. Bảo hành chính hãng tại nhà nên các bác hoàn toàn yên tâm. Ok, em Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo.